Thế nên công ty nắm giữ, tập đoàn được tạo ra thực hiện chức năng này. Và mỗi công ty có một nhiệm vụ của mình, có phần của mình trong các nhiệm vụ ấy. Công ty kỹ thuật Unisky String Technologies có chức năng thiết kế. Vì thế, với bất kỳ dự án nào mà chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động dự án, tiền sẽ được đưa tới cho công ty Unisky String Technologies. Nhưng tiền được chuyển tới để thanh toán cho hoạt động đảm bảo đội ngũ thiết kế, kỹ sư, văn phòng, sản xuất, chứ không phải để trả cổ tức. Cổ tức sẽ được trả từ công ty khác nằm trong thành phần của tập đoàn. Công ty thực hiện hoạt động marketing sẽ tích lũy tiền chứ không bị lấy đi, sẽ không bị đánh thuế. Và có thể trả cho bất kỳ nhà đầu tư nào tới bất kỳ nước nào mà không gặp vấn đề gì. Vì thế tại UAE hiện nay đang có hoạt động của 3 công ty. Chúng tồn tại, chúng hoạt động và thực hiện các chức năng của mình. Khi nào cần thì chúng tôi sẽ cho thấy điều mà các công ty ấy đã làm. Vì thế không phải mọi thứ diễn ra trong tập đoàn có thể được thấy trong báo cáo kiểm toán hiện nay, nhưng mỗi công ty đang thực hiện kiểm toán tại quốc gia mà nó hoạt động. Chí ít là phần liên quan tới thanh toán cho các hoạt động dự án sẽ được thấy. Tất nhiên rồi, ở đây gợi ra hai kết luận, nếu tôi có nhầm lẫn thì xin hãy chỉnh cho tôi. Thứ nhất, đó là không phải mọi công việc về tạo lập và xúc tiến vận tải đường dây đều được đưa vào các hoạt động của công ty Unisky String Technologies. Thứ hai, việc chi trả cổ tức, điều mà các nhà đầu tư vào vận tải đường dây đang chờ đón. Không phụ thuộc vào việc công ty kỹ thuật sẽ tiến ra trạng thái tự lập vào lúc nào và như thế nào. Hoàn toàn không phụ thuộc, công ty Unisky String Technologies có thể chịu lỗ mà cổ tức vẫn sẽ được trả. Nhờ có các dự án. Vâng, tất nhiên chúng tôi sẽ không để cho nó chịu lỗ, cần phải phát triển và làm việc cơ mà. Tức là mọi thứ độc lập. Tất nhiên điều đó sẽ không tuyệt đối nhưng nói một cách hình tượng, thậm chí nếu công ty Unisky String Technologies chịu lỗ thì điều đó không có nghĩa là không cần phải trả cổ tức. Vì chúng tôi đang xây dựng và hiện thực hóa các dự án trên toàn thế giới và có công ty bán các dự án đó, không phải công ty Unisky String Technologies, công ty này sẽ phải trả cổ tức từ lợi nhuận của mình. Vâng, vì thế cần đặt nó ở nơi không tính thuế lợi nhuận. Ở nơi mà bạn có thể dễ dàng thực hiện các thanh toán, không cần trình duyệt với ngân hàng quốc gia hay với ai đó nữa. Không cần nghĩ xem làm sao để đơn giản hóa việc trả tiền hiện nay, hiện đang có rất nhiều trở ngại về việc này. Vì thế chúng tôi lựa chọn địa điểm để thành lập một số công ty sao cho ở đó có thể làm việc tiện lợi. Để đó không phải là quốc đảo ngoài khơi vì mọi người đang có thái độ không tốt với điều này, nhưng phải có luật pháp có lợi như vậy. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nằm trong danh sách các nước như thế. Ở đó thuế giá trị gia tăng chỉ có 5%, không có thuế thu nhập, không có thuế doanh nghiệp. Như vậy, từ góc độ thu hút đầu tư thì họ chiến thắng. Vâng, tất nhiên rồi. Còn dự án về tạo lập vận tải đường dây, đó là một dự án đầu tư. Tất nhiên vì có các nhà đầu tư. Cần phải nhớ về họ, yêu mến họ, trân trọng họ và thực hiện các nghĩa vụ của mình với họ. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng hy vọng rằng trong năm tới đây, chúng ta sẽ có thể công bố về các dự án mà ngài vừa nói tới. Vâng, thậm chí chúng ta sẽ có thể tiến ra trả cổ tức. Tôi không thể hứa chắc được, không phải tất cả phụ thuộc chỉ vào tôi. Tôi đã nghĩ rằng trong năm nay chúng tôi sẽ có thể ký được nhiều hợp đồng hơn và với quy mô lớn hơn, nhưng những gì diễn ra trên thế giới hiện nay lại làm xê dịch kế hoạch. Nếu quốc gia nơi chúng tôi đang làm việc mà lại đóng cửa thì không thể xuất nhập cảnh được. Không thể tiến hành các cuộc đàm phán, không thể xem xét mọi thứ tại thực địa, không thể gặp gỡ chính phủ, họ không thể tới với chúng tôi để thảo luận và xem xét mọi thứ. Thế thì lấy đâu ra các hợp đồng? Thường họ chẳng muốn trả tiền khi còn chưa thấy hệ thống vận tải hoạt động thế nào. Thế ai sẽ trả tiền khi còn chưa nhìn sản phẩm,
Bạn mua hàng mà không nhìn sao? Chắc là không rồi. Thậm chí cả mặt hàng đơn giản, giá rẻ nhất, chẳng lẽ chỉ mua theo hình ảnh à? Chẳng ai làm như thế cả. Cùng chiếc xe ô tô ấy có giá 20 đến 30 ngàn đô, bạn đến lái thử hoặc tới